Buổi sáng em có giới thiệu cho các bác đến đôi loa đồng trục LAT. Đối với dòng loa này thì báo cáo quý vị là rất người biết đến. Đối với dòng loa đồng trục này thì dòng này nó kiêm luôn cả loa karaoke, nghe nhạc rất là hay và sáng. Thì để nó rõ ràng hơn thì em khui hàng cho các bác xem này. Tất cả thì nó người thực vụ thực, chứ nói có hay đến mấy hay chém có hay đến mấy thì cũng thế thôi. Em thì em không hiểu về lắm, em cứ người thực vì em quay cho bác này. Đôi loa này có mức giá 6 triệu 8 em đã báo rồi. Con này là bát 30, được chưa? Bát 30 côn từ đây này, chóa của nó đây. Sáng em quay bên ngoài qua đây. Về thông số phía sau đây thì em đã quay cho các bác rồi. Nó là đôi loa LAT CA3025 mã, được chưa? Công suất là 500W đôi này, 500W một đôi, 500W một đôi ạ. Con này thì đây, đối với lại loa bát đây, con này loa đầu trục từ côn của loa tép ở đây ạ. Đấy. Đây, các bác nhìn xem độ zin, độ đẹp của nó thì còn zin hay không thì bác nhìn hộ em. Chưa? Con này bát 30, màng giấy, gân vải tầm dầu, gân vải tầm dầu. Được chưa? Con này mà không hay thì, và báo cáo quý vị là riêng đối với dòng này thì bác nghe nhạc cũng hay, mà hát thì không có lý do gì mà không hay cả, nó rất là sáng hay. Ở đây còn phân tần của em nó đây ạ. Đấy, phân tần của em nó đây ạ. Trên phân tần thì nó có hai cuộn trở này. Các bác thông cảm là quay lên máy điện thoại thì nhìn nó bé, ở ngoài nó to lắm. Nó có hai cuộn trở này. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Hiện tại nó có hai cuộn trở. Bên cạnh nó có bóng báo, các bác chú ý nhé. Nếu một ngày nào đó bác nào lấy đôi loa này chẳng hạn, vô tình một ngày nào đó mà đôi loa này các bác mở lên không thấy nó kêu, thì đầu tiên bác phải kiểm tra cái bóng báo này đã. Cái bóng báo này rất quan trọng. Cái bóng báo này là có nghĩa là các bác hát công suất nó quá, nó vượt mức tối đa thì con bóng báo này sẽ đỏ, nó đỏ rực lên để nó tiêu hao bớt cái lượng công suất thừa đi. Đấy. Còn nếu mạnh quá thì con bóng nó sẽ cháy. Nó cháy để nó bảo vệ con loa này. Nó cháy nó bảo vệ con loa này. Nên là nhiều lúc các bác sau này các bác thấy con loa này nó bị tịt ý, thì bác phải kiểm tra cái bóng này đầu tiên đã, hỏi em nhé, xem nó bị cháy không. Đấy, bởi vì là khi con loa nó chết thì con này nó phải chết đầu tiên đã, mới đến con loa cơ. Nên chưa phải loa chết đâu ạ. Đấy ạ. Đấy. Quay thật thì chưa bác. Đôi loa này có mức giá là 6 triệu 800 nghìn, 6 triệu 800 nghìn. Chỉ cần duy nhất một con này thôi, các bác có thể chơi karaoke thoải mái. Căn phòng tầm 5-6-70 m² thoải mái, như phòng nhà em cả 100 m², em đánh nó còn phang bầm. Chưa? Này, em khui là em lột hẳn đồ cho các bác cho nó nhanh luôn. Chưa? Giá báo rồi 6 triệu 8. Em đã ghi ở bên sườn loa đâu ấy. Đây. Bên thành bên này em nhớ làm ghi. Bên sườn loa đấy, sườn loa nào nhỉ? Em nhớ em ghi cái giá 6 triệu 8 đây. 6 triệu 8. Được chưa? Chỉ có duy nhất một đôi thôi ạ.